Dạ vâng, xin ok Tuấn Thành xin kính chào toàn thể quý anh chị. Trong video ngày hôm nay thì Tuấn Thành chúng tôi lại tiếp tục hoàn thiện hai sản phẩm nữa, đang chuẩn bị bàn giao cho hai vị khách hàng. Và ngay bên cạnh tôi đây chính là hai sản phẩm mà hôm nay Tuấn Thành muốn gửi tới toàn thể quý anh chị trước khi bàn giao các sản phẩm tới cho những khách hàng đã tin tưởng đặt hàng tại xưởng hồ cây Tuấn Thành. Dạ vâng, ngay bên phải tôi đây thì chính là mẫu đồng hồ cây tứ trụ vát với mặt vuông. Thì sản phẩm này thì chúng tôi đang chuẩn bị bàn giao cho gia đình bác Nguyễn Mai Thuần, có địa chỉ tại xóm Châu Nam, xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Sản phẩm bên này thì được chúng tôi làm với chất liệu gỗ hương đá Nam Phi, hàng liền khối 8 cột trụ, hai vách hồi liền, được chọn vân rất là kỹ và đẹp. Mặt này thì chúng tôi lắp mặt vuông, và phía bên dưới này thì chúng tôi sử dụng cho nó bộ kính khung đồng theo yêu cầu của gia đình nhà bác. Vâng, thì sản phẩm này thì hiện tại đang là một trong những sản phẩm mà được nhiều vị khách hàng sử dụng, và là một trong những sản phẩm mà có cái số lượng khách hàng đặt nhiều nhất tại xưởng cây Tuấn Thành chúng tôi trong những cái tháng cuối năm, trong 2 tháng cuối năm vừa qua. Vâng. Thì cái sản phẩm này thì nó có cái điều gì đặc biệt mà khiến nhiều vị khách hàng đã quan tâm và lựa chọn nó sử dụng đến vậy? Thì ngay sau đây thì tôi sẽ giới thiệu qua một chút về bộ sản phẩm này để anh chị có thể tham khảo thêm cho gia đình nhà mình, cũng như cho những người thân, anh em, bạn bè của mình để tham khảo thêm các sản phẩm đồ gỗ đẹp ở bên xưởng cây Tuấn Thành chúng tôi. Đầu tiên ạ, đây chính là phần mặt cánh của nó. Thì chúng tôi sử dụng cho nó bộ mặt cánh khung vuông, mặt trăng sao đây đó. Thông thường thì là những bộ mặt cánh tròn. Thì sản phẩm này thì chúng tôi sử dụng bộ mặt kính vuông đó. 8 cột trụ này thì vẫn như thường lệ là 8 cột trụ liền, 8 cột trụ trên, 8 cột trụ dưới liền hết. Và các cái cột trụ này thì xoay tròn được để có thể tháo rời ra được trong quá trình vận chuyển, cũng như để có thể linh hoạt hơn. Khi đặt lên xe nó sẽ dễ dàng hơn, và khi chúng ta di chuyển nó sẽ rất là dễ dàng. Và lắp đặt những cái sản phẩm này thì chúng tôi có những video hướng dẫn rồi, nên anh chị chỉ cần truy cập vào kênh YouTube rồi làm theo nó là anh chị sẽ có thể lắp đặt được rất là dễ dàng. Bởi vì những cái vị trí cột này chúng tôi đã đánh số thứ tự, và anh chị chỉ cần lắp theo số thứ tự đó là sẽ lên thành một sản phẩm hoàn chỉnh như thế này. Vâng, cái sản phẩm này chúng tôi sử dụng cho nó bộ cột liền, hồi liền, hai vách hồi liền. Vâng, cam đưa sang đây một chút ạ. Hai vách hồi bên này là hai vách hồi liền. Đây chị có thể nhìn thấy đó. Hai vách hồi liền rất là dày dặn và chắc chắn, và được lựa chọn vân đấy ạ. Đấy, vân gỗ hương đá Nam Phi rất là đẹp. Và phủ màu rất là đều. Bóng của sản phẩm này thì chúng tôi sử dụng bóng M75. Bóng M75 với chất liệu gỗ hương đá Nam Phi thì rất là phù hợp. Nó làm cái tôm gỗ này nó mịn hơn, và cái chất gỗ này nó bóng hơn, để cái sản phẩm này nó hoàn thiện, nó được đẹp hơn. Vâng. Và các cái con tiện này đó, các cái con tiện này được chúng tôi đánh rất là nhẵn, cực kỳ trơn đó. Phía trên này nó bao gồm từ cái chương và 4 con trụ tiện nóc. Vâng. Phía dưới đấy ạ, 4 cột trụ ngắn và 4 cột trụ dưới dài. Vâng. Phần khung cánh này thì chúng tôi đục hình cánh là cánh bông lúa đấy ạ, cánh hình bông lúa chạy đuổi theo nhau, và phía bên trong này là những cái hạt tròn để tạo thêm cái điểm nhấn cho bộ sản phẩm này. Phần kính này thì chúng tôi sử dụng bộ kính khung đồng rất là đẹp đó, một trong những sản phẩm với những bộ kính rất là đẹp kết hợp trên những sản phẩm đồng hồ cây như thế này đó. Bộ diện mặt này thì sử dụng bộ diện mặt nhôm máy điện tử Sunny Hàn Quốc, bảo hành 3 năm, lỗi trong vòng 3 năm thì chúng tôi có chế độ bảo hành đổi mới miễn phí hoàn toàn cho toàn thể quý anh chị. Đây, tất cả các phụ kiện này của nó đều bằng nhôm hết. Và tiếp theo chúng tôi sẽ đi đến phần dưới bệ của sản phẩm này. Đây, phần dưới bệ vẫn là đục hoa lá tây theo cái lối đục hoàng gia rất là nổi. Đó, rất dày dặn và nổi. Lựa chọn vân rất là kỹ càng đấy ạ. Đó, vân rất là đẹp. Bệ khuôn tranh thì là 3 lớp tam cấp anh chị nhé. Đó, với chất liệu gỗ hương đá thì chúng tôi sẽ không làm nó dày, không làm nó quá đồ sộ như vàng gỗ mun. Đó, hàng hương đá thì chúng tôi sẽ làm nó gọn gàng hơn. Đó. Vâng, các cái cột trụ tiện liền rất là đặc, rất là đẹp và giá trị, màu đều từ trên xuống dưới. Vâng, phần phía dưới này đấy ạ, phần phía dưới này là lớp đục của cổ 4 phân, lớp đục kiểu dáng cổ rất là đẹp đó. Độ cong đấy ạ, đặc biệt là cái độ cong này của chúng tôi làm rất là vát này đó. Vát đằng sau này anh chị có thể nhìn rõ hai cái khe cột này đó, hai cái khe cột từ đằng trước đằng sau
rất là đẹp. Đó, vân rất đều. Vâng. Đấy ạ. Phía bên hồ này thì chúng tôi sẽ làm một cái cánh để mở để anh chị có thể thay lắp pin dễ dàng hơn, cũng như để điều chỉnh cái chuông này nó được dễ dàng hơn. Vâng. Và phần khung cánh này thì phía bên trong của nó chính là bộ máy điện tử Sunny. Đấy ạ. Bộ máy điện tử Sunny thì phía bên trong nó sẽ có bao gồm hộp pin, thanh lắc và phần củ loa phát nhạc. Đây chính là cái trục máy này. Trên trục máy này nó sẽ có cái núm vặn tròn này để anh chị có thể điều chỉnh giờ đấy ạ. Đó, điều chỉnh giờ rất đơn giản như chúng ta điều chỉnh những cái bộ máy đồng hồ cây ở nhà thông thường thôi. Nó không có gì khó khăn cả. Những sản phẩm điện tử nó rất là đơn giản, thông dụng và dễ sử dụng. Và phía bên trong đấy ạ. Phía bên trong là có thanh lắc đây. Cái chữ Sunny được in nổi trên tất cả các sản phẩm này. Đó, đây chính là cái tiếng chuông của sản phẩm, tiếng chuông của máy điện tử. Vâng. Và đây chính là một trong những sản phẩm được bảo hành tốt nhất của máy điện tử trong trên thị trường hiện nay. Vâng. Và hiện tại sản phẩm này có giá là bao nhiêu? Vâng, và chúng tôi xin báo giá luôn về giá thành của bộ sản phẩm này. Hiện tại sản phẩm này thì chúng tôi đang giao về Nghệ An cho gia đình nhà cô Mai Thuần. Có địa chỉ tại xóm Châu Nam, xã Tân Cương, Tân Hương, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Vâng. Thì cô cũng đã theo dõi chúng tôi qua rất nhiều những video từ trước, và dịp gần Tết đây thì cô cũng có đặt cho gia đình mình một bộ sản phẩm đồ cây để trưng trong phòng khách nhà mình để chơi trong dịp Tết 2021 sắp tới đây. Thì chúng tôi chuẩn bị mai sẽ đưa lên xe để giao chuyển cho gia đình nhà cô. Thì cái sản phẩm này thì hiện tại chúng tôi đang giao cho gia đình nhà cô là 14.500.000. Với chất liệu mặt nhôm là 13.000.000 và thêm bộ khung kính này và chi phí vận chuyển vào đến Nghệ An nữa thì tổng sản phẩm này thì là 14.500.000. Đó, một sản phẩm rất là giá trị và giá cũng rất là hợp lý. Đấy ạ. Riêng về phần hoàn thiện của các sản phẩm của Tuấn Thành thì anh chị hãy cực kỳ yên tâm. Đó, rất là đẹp. Vâng, 14.500.000 cho một sản phẩm rất là tuyệt vời. Vâng. Và ngay bên cạnh tôi đây thì sản phẩm phía bên tay trái tôi đây chính là vẫn là mẫu tứ trụ phát. Và sản phẩm này thì nó có một cái điểm khác biệt hơn so với sản phẩm bên cạnh đây. Chính là những cái cột này đấy ạ, anh chị có thể. Các cái cột này thì được chúng tôi đục chạm khác hơn, đục hình con thoi, hình dạng con thoi đó, bốn cạnh. Rất đẹp. Nó tạo thêm cái điểm nhấn hơn cho bộ cột này, rất là đặc biệt. Đó. Các cái đường nét đục ở hai bên này thì nó như nhau anh chị nhá. Các cái đường nét đục này nó như nhau. Cánh cũng đục như nhau. Đó, khác biệt cái nữa là bên này chúng tôi sử dụng cánh tròn, ở bên này sử dụng cánh vuông. Vẫn là khung kính đồng này. Và bên này chúng tôi sử dụng bộ mặt diện đồng sâm dạ cổ, rất là đẹp. Đó. Mặt tròn này thì chúng tôi sử dụng kính lồi. Kính lồi, anh sẽ đưa cam lại gần hơn một chút, anh chị có thể nhìn thấy cái kính lồi này nó có khác biệt so với kính phẳng ở điểm nào. Để anh chị nhìn ạ. Đó, anh chị nhìn thì cái kính này nó sẽ lồi ra đằng trước một chút. Đó, nó cong, cong phồng ra đằng trước thì nhìn cái mặt này nó sẽ có một cái độ căng ra đằng trước này. Cái kính này nó ưỡn ra đằng trước thì cái mặt này nhìn nó sẽ đẹp hơn. Và sản phẩm này thì chúng tôi lựa chọn vân rất là kỹ cho gia đình nhà cô. Thì cô Mai cũng là sản phẩm này thì giao cho gia đình nhà cô Trịnh Tuyết Mai. Vâng, cũng còn là cô Trịnh Tuyết Mai ạ. Có địa chỉ tại 305 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Vâng. Cô ở tận Kiên Giang và đã đặt Tuấn Thành chúng tôi làm cho bộ sản phẩm đồ cây tứ trụ phát này. Vâng. Và cô cũng là một người chơi đồ gỗ rất là kỹ tính. Đó, cô cũng đã tham khảo rất nhiều các đơn vị cơ sở khác rồi và cũng đã lựa chọn Tuấn Thành để làm cái nơi mà trao gửi niềm tin về các sản phẩm đồ gỗ. Đó. Các cái cột trụ này, hồi này hồi liền anh chị nhá. Hồi liền. Và vách này được lựa chọn vân đấy, chị nhìn ạ. Anh chị có thể nhìn qua cái vách này, chúng tôi lựa chọn vân cho gia đình cô rất là kỹ. Cô Mai là một người chơi đồ gỗ vô cùng là kỹ. Đó. Đấy ạ. Vách hồi liền. Cái này bao nhiêu tiền anh? Dạ sản phẩm này ạ. Hả? Cái này thì đang là 17 anh ạ. 17 triệu. Vâng. Cái này nó mặt đồng thì nó là 17, với cả kính này thì nó kính lồi này. Kính này kính khung đồng. Vâng, cung giá với nó nếu mà lắp mặt này thì chỉ có 13 thôi. Vâng.
thêm kính này thì là thêm một chút. Anh chị có thể thấy phần bên hồi này chúng tôi làm cho gia đình nhà cô đấy ạ. Rất là đẹp, chọn vân rất là kỹ càng này. Cánh hồi dày dặn này, đó. Cánh hồi dày dặn, rất là đều màu. Núm cúc áo màu vàng bằng đồng, đó, rất là đẹp. Hồi đây, anh chị nhìn hồi vân quá tuyệt vời luôn. Hồi liền, dày. Đó, cột đục hình con thoi này. Đó, các cái đường nét đục chạm rất là sắc sảo và chi tiết. Phía bên trên hồ lô đấy ạ. Hồ lô này thì chúng tôi nhấc rời ra được. Thì sau đó chúng tôi sẽ bắt vít thì để có thể nó sẽ gọn gàng hơn trong cái quá trình vận chuyển. Đó. Thì nó sẽ tránh bị gãy. Nếu mà khi lắp sẵn vào đây rồi thì vận chuyển nó va chạm thì nó sẽ rất dễ dàng bị gãy, nên là chúng tôi sẽ để rời và bắt vít lên. Bắt hai con vít lên đây và với anh chị chỉ cần lấy tô vít và vặn lại theo cái lỗ cũ, cái vết cũ của nó là được, rất là đơn giản. Vâng. Hai vách hồi liền, 8 cột trụ liền khối anh chị nhá. Đó, phần vệ đấy ạ. Phần vệ làm cũng rất là tỉ mỉ, rất là chuyên nghiệp và kỹ càng từng chi tiết một. Đó. Đấy. Vâng. Phần mặt tiền của nó thì phải nói là sản phẩm này là rất là tuyệt vời. Đó. Rất cân đối. Sản phẩm này thì hiện tại đang có kích thước là cao 2m30, mà rộng chân đế là 93 và chiều sâu sản phẩm này là 43. Vâng. Sử dụng bộ diện mặt đồng sâm dạ cổ, máy điện tử Sunny, bảo hành 3 năm. Vâng. Và sản phẩm này thì hiện tại chúng tôi giao cho gia đình nhà cô tôi xin báo giá luôn, sản phẩm này thì hiện tại chúng tôi giao cho gia đình nhà cô là 17 triệu đồng. 16 triệu đồng thì sẽ lắp mặt kính trơn, kính dưới là kính trơn, và một bộ kính này thì chúng tôi lắp cho gia đình nhà cô là 17 triệu. Vâng. Nếu quý anh chị yêu thích sản phẩm này thì hãy liên hệ với chúng tôi để nhanh tay sở hữu cho gia đình nhà mình. Thì hiện tại từ hôm nay đến Tết Nguyên Đán thì nó chỉ còn khoảng độ hơn 20 ngày nữa thôi. Đó, nếu anh chị thật sự quan tâm đến các sản phẩm đồng hồ gỗ thì hãy liên hệ với chúng tôi nhanh tay để có thể đặt hàng cho gia đình mình. Nếu anh chị còn lưỡng lự chần chừ nữa thì chúng tôi sẽ không thể đáp ứng kịp thời gian để giao trả cho quý vị trước Tết để có hàng sử dụng được. Trong dịp Tết này thì chúng tôi cũng sẽ có thêm những phần quà để gửi tới cho những vị khách hàng đã tin tưởng chúng tôi. Những món quà rất là giá trị, những món quà trị giá từ 500 đến 1 triệu đồng dành cho những khách hàng nhanh tay khi đặt hàng tại các sản phẩm của Tuấn Thành. Vâng. Và xin cảm ơn quý anh chị đã đón xem video này. Xin hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo của Tuấn Thành. Nếu anh chị yêu quý kênh YouTube của Tuấn Thành, nó yêu quý Tuấn thì hãy đăng ký kênh của Tuấn Thành ở góc phải bên màn hình. Vâng. Và bấm vào hình quả chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào cũng như những mẫu mã nào khi chúng tôi mới cập nhật. Xin cảm ơn quý anh chị một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào.